mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét à. Ừ. Nói là giờ á, một là yêu anh nha, không là anh xông thẳng vô nhà. Trời dạ, đúng rồi, mà khuya rồi mà nên cổ sợ, cũng phải đồng ý thôi. Ta đi ngang qua nhìn rồi, chạy quốc xa rồi còn quá cái đầu lại nhìn nữa chứ. Em tắt cho một phát vậy mà vẫn không sợ. Còn trai đẹp có nhìn không? Trai đẹp thì không bao giờ không thèm nhìn trai. Với lại là chuyên đi like Facebook với lại comment dạo, nhưng mà gái xinh đó chị. Nghĩa là vậy là kết luận là mê gái rồi chứ không phải là mê cái đẹp. Cái đẹp là đàn ông đẹp cũng phải nhìn cơ. Nói ông này là ông trùm ở dơ luôn, trùm ở dơ luôn. Bên ngoài nhìn sạch sẽ bảnh tỏn vậy á, nhưng mà ở dơ không ai ở dơ bằng. Đồ mặc xong là đem giấu tất hết, khẩu trang nữa, đến khi nào mà nó chấp thành núi hết đồ xài mới đem ra cho em giặt. Mà mỗi lần vậy là em giặt ngất xỉu luôn, quá nhiều. Nhìn như là một cặp ca sĩ bước ra sân khấu vậy đó. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Văn Đức, 32 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên tiếng Anh, đến từ Bình Dương. Dạ, xin chào hai anh chị, chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phương Thảo, em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và thiết kế về lĩnh vực thời trang ạ. Rồi anh đoán nha, trước đây là Thảo rất là dở tiếng Anh. Dạ đúng. Thế là tìm đến trung tâm của anh Đức, và thầy Đức đang đứng giảng dạy và tia xuống, thấy con bé đẹp quá, thế là cua em, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi hay quá. Hay quá dần lên. Trời ơi, lần đầu tiên trong lịch sử vợ chồng son Quốc Tường nó đoán đúng, đúng từng cm. Rồi bây giờ mời hai em tường thuật lại cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là em là giáo viên tiếng Anh, vì thế là vợ em cũng đến học. Trời ơi, vợ em hả, vừa đi vừa cầm cái hộp sữa cô gái Hà Lan mà núp. Trời, em ngồi trong phòng giáo viên em nhìn ra, trời ơi, một vẻ đẹp ngất ngây trời mây. Trắng lắm anh, làn da trắng bốc luôn. Mà nhìn rất chi là tiểu thư luôn. Lúc đó em có nghĩ là cô này sẽ là học ở trong lớp của mình không? Không biết, chắc là em thấy... sẽ dạy hay không. Thoáng qua thấy đẹp quá thôi. Dạ đúng rồi, phải tia trước chứ. Vô lớp mà thấy cổ thì lúc đó em sao? Rất là hồi hộp, bởi vì không biết làm cách nào mà tạo ấn tượng với cô ấy đây. Dĩ nhiên là em giỏi tiếng Anh rồi, em chỉ được cái nhiêu đó thôi đó. Nhan sắc là không có luôn. Mà thủ đoạn là vui. Nên em tìm mọi cách lân la kiếm được số điện thoại của cổ. Bởi vì có cái danh sách tên của học viên đó, bắt đầu về nhắn tin nhắn đồ. Nghĩa là trong ngày hôm đó là có số điện thoại luôn. Dạ đúng rồi, chứ không thôi được thằng khách lượm lên. Ấn tượng của bạn chồng với bạn vợ là một phát ăn ngay đó. Có nghĩa là bạn ấy say đắm và bạn tìm mọi cách bạn chinh phục. Rồi còn Thảo thì sao? Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá. Rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi, lo nhìn em không, cứ tia em không à. Rồi bắt em trả lời hoài, đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Rồi lên lúc đầu là ấn tượng của em cực kỳ ghét ông này luôn, trong khi em trả lời cũng đúng mà. Đúng ông cũng đánh, sai ông cũng đánh. Tại vì em mắc tội. Dạ. Tội đẹp. Dạ chính xác anh. Sau cái hôm đó về á, khi mà bắt đầu ảnh dở những cái chiến thuật, chiến lược để mà tiếp cận em á, cái đầu tiên của cái chiến thuật đó là cái gì? Dạ, chiến lược của ổng đó là giả vờ nhắn tin nhầm số. Ghê chưa? Nhầm số gì mà hai ba lần vẫn còn nhầm. Xong rồi ngày nào cũng nhắn tin điện thoại cho em. Nhưng mà nhắn cái gì, nhắn cái gì mà xong dạ, mà xin lỗi. Dạ, cũng là cái số. Kiểu nhắn tin nhầm số rồi hỏi làm quen rồi em là ai. Dạ, em chán luôn, em chán, không muốn trả lời luôn. Tới lúc mà gọi điện dữ quá em mới nghe máy. Em có biết cái bạn mà nhầm số là bạn bạn thầy không? Dạ em chưa biết, tại vì chưa chưa biết gì đúng không? Dạ chưa biết. Rồi. Tới 2-3 tuần sau mới nhận là tên là Đức, giáo viên ở cái trung tâm em đang học á. Khi em phát hiện ra đây là ông thầy Đức thì lúc đó như thế nào? Em thấy sao cái ông này ông kỳ ghê, ông lên lớp ông ghét em lắm mà. Ông cứ kiếm chuyện để ông đánh em mà sao ông nhắn tin em làm gì em thấy cũng ngộ đánh ngộ. Em dạ là sao, là đánh cưng và đánh nè cưng. Chị đánh như vậy nè, vỗ vai vậy nè mà đau lắm. Ông thầy này ghê thiệt á, tức là ông dùng thủ đoạn tiếp cận là da thịt đụng da thịt bằng cách là đánh trò. Mà đánh giày nè, có nổi điên không? Đánh cái này giống như đánh vuốt đó em, đánh vuốt nè. Xem dở vậy hả? Có một cái chữ đó là em đúng không? Thầy ơi là thầy. Em có suy nghĩ rằng là ổng cua mình không? Lúc sau là em nghĩ rồi đó, tại vì ổng cứ nhắn tin kiểu tán tỉnh ve vãn á. Gọi điện cho em tới khi tới 2-3 giờ sáng vẫn còn nói chuyện. Mà cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt, toàn là cái gì đâu trên trời không à. Ông có liên quan tới chuyện học hết á. Thường ông nào mới cua cũng nói vậy chứ. Dạ. Đủ thứ chuyện để nói chứ. Mà sau bao lâu thì em bắt đầu có cảm tình với thầy? Dạ chắc cũng hơn 1 tháng. À, tại vì mới cũng lâu dữ á. Dạ. Hơn 1 tháng lận á. Ông mới nhắn tin cho em có 2-3 tuần là ông lúc đó lộ mặt rồi, là ông đã kêu hỏi em làm bạn gái ông rồi mà. Mà em đâu có chịu. Ông cũng nhây tới cùng, ông cứ hỏi hoài á, rồi em thấy chán rồi ừ đại coi sao. Dạ tại thấy ông cũng được, cũng quan tâm em dữ lắm. Mà đâu phải dễ làm bạn gái đâu chị. Đâu cái gian nan khó khăn của em nan lắm chứ đâu phải đơn giản. Nhà cũ là ở nhà lầu mà nó cao 3 tầng. Em đi dạy về thì 9:30 em mới về tới. Em lưng la em tìm được nhà cũ. Sau đó em gọi điện, em chưa bao giờ vô nhà cũ cả. Dòng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Dạ. Nên là rất là cưng luôn. Bởi vậy là cô trắng bốc, rất là tiểu thư. Dạ. Như vậy nước giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ chính xác. Bố mẹ cũng khó, mà lúc đó cũng trễ rồi nên em không dám vô nhà được. Bắt đầu cổ đứng trên cái sân thượng á, cổ nghe điện thoại. Mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét à. Nói là giờ á,
Một là yêu anh nha, không là anh xông thắng cho nha. Trời dạ thương. Đúng rồi, mà khuya rồi mà nên cổ sợ cũng phải đồng ý thôi. Sao thầy dạ. Có nhiều kinh nghiệm quá vậy? Thực ra thì anh biết không, em xấu nhưng em rất là có duyên. Em xấu sao kết cấu em không? Dạ à, đúng rồi, cũng có nhiều người để ý. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo sạch sẽ à. Không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ai tình á, em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén được. Ừ. Dạ phải chén. Chén được bờ môi là vài tháng, sau vài tháng thì cô thách em là giờ có dám hôn môi cổ không? Trời ơi nó sung sướng anh ơi. Ủa, mà cái lúc đó là ở đâu? Lúc đó là... trên trường luôn mới ghê chứ. Trong lớp hay là trong trường? Ờ, ngay cái cầu thang thôi, cô chưa bước vô lớp. À, cô kêu em ra là cô đưa cái bánh cho em ăn để em ăn giống như kiểu ăn tối. Cô cho em một cái bánh. Thì em mới hôn cổ ngay chưa được vô lớp nữa. Trên là... cầu thang? Dạ, ngay trên cầu thang là dứt luôn. Dứt lẹ không thôi người ta nhìn thấy chứ. Nhanh lắm, mà... chứ không là bị ăn tát của em rồi đó. Dạ, đúng chạy rồi. Mất tiêu luôn mà. Dạ, đúng rồi. Coi như là hung xong là chạy. Dạ, chạy mất tiêu luôn. Của anh chưa kịp bạn gì hết á. Nhưng mà hỏi này, tại sao em lại thách? Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá, mà ổng cứ đòi đứng, ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không, ông giáo viên mà ông dám không? Em tưởng không dám, ai vậy ông làm thiệt, ông chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Rồi nãy nghe nè. Dạ. Trong cái thời gian mà quen nhau á, em có ghen tuông gì không? Em ghen, ổng cũng ghen, hai đứa đều ghen dữ lắm. Ổng có mê gái không? Cực kỳ luôn anh. Cái tật mê gái là kinh khủng khiếp từ lúc mà vậy quen mà em tới bây giờ luôn. Mình em thôi đó. Cái miệng vậy thôi chứ ra đường nha, lúc mà quen em á, chở em ngồi sau lưng, người ta đi ngang qua nhìn rồi, chạy quất xa rồi còn quái cái đầu lại nhìn nữa chứ. Em tát cho một phát, vậy mà vẫn không sợ. Còn trai đẹp có nhìn không? Trai đẹp thì không bao giờ. Không thèm nhìn dạ. Trai. Với lại là chuyên đi like Facebook với lại comment dạo nhưng mà gái xinh đó chị. Nghĩa là xin... vậy là kết luận là mê gái rồi chứ không phải là mê cái đẹp. Cái đẹp là khi nào đàn ông đẹp cũng phải nhìn cơ. Bao lâu thì em mới cầu hôn Thảo? 5 năm. Sau 5 năm thì em phải lựa một cái chỗ nào phải cao nhất để em cầu hôn. Chọn một cái tòa nhà cao nhất ở Bình Dương, đó là một cái khách sạn 5 sao, vào một cái ngày đẹp trời, mưa nhẹ rải rác. Và mưa nhẹ rải rác, một cái ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ và cũng có em luôn. 8 tháng 3. Dạ, mùng 8 tháng 3, ở trên sân thượng rất cao, gió lồng lộng và nhạc du dương nữa. Em biểu là chút xíu và em cầu hôn á là bật cho em cái bài hát là Làm Vợ Anh Nhé. Sau đó rút những ra cầu hôn cổ. Lúc đó là cái kiểu như là tim muốn rớt ra ngoài luôn á chị. Tại mình không có nghĩ là sẽ cầu hôn ngay lúc đó luôn. Mà cầm cái nhẫn ra em còn chưa tin là sự thật nữa mà. Cứ tưởng là mơ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi sau đó là quyết định cưới đúng không? Chuyển qua cái hôn nhân đi. Ừ, hôn nhân gia đình đi. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau được 4 năm. 9 năm bên cạnh nhau đúng không? Dạ. Nếu vậy thì lúc mà về thì sao? Thấy thật xấu với nhau không? Hay là đã lộ từ trước khi về rồi? Thực ra thì vợ em nâng như nâng trứng á. Bởi vì em muốn vợ em luôn luôn phải xinh đẹp. Đẹp mọi lúc mọi nơi, ở nhà cũng phải đẹp. Nên là em cố gắng là làm mọi thứ có thể. Nếu mà trong khả năng của mình thì em giúp vợ hết. Bây giờ này, chuẩn bị kể cái việc mà tật xấu của nhau thì ba ông phủ đầu. Phủ đầu. Sao mà bé vợ dám nói cái tật xấu của ông được? Em cứ nói đi em. Bây giờ Thảo hãy khui Thảo cái tật xấu của ông thầy này ra. Để cho ông tốt hẳn luôn. Bây giờ là ông tốt 90% phải không? Bữa nay khui luôn xong để ông tốt 100%. Bên ngoài thì mình cứ tưởng là tốt dữ lắm. Nhưng mà ở chung rồi người ta nói là ở trong chăn mới biết chăn có rận á. Rận nhiều không? Vỡ mộng, rận bạc ngàn luôn. Dạ, tật xấu thì đàn ông mà có tật xấu gì là ông có hết. Ông chỉ có không rượu chè cờ bạc thôi. Ví dụ nhất là cái vấn đề mà ở dơ á, em nói ông này là ông trùm ở dơ luôn. Trùm nhìn ở dơ luôn. Bên ngoài thì nhìn sạch sẽ bảnh tỏn vậy á, nhưng mà ở dơ không ai ở dơ bằng. Đồ mặc xong mà đem giấu cất hết, khẩu trang đồ, đến khi nào mà nó chất thành núi, hết đồ xài mới đem ra cho em giặt. Mà mỗi lần vậy là em giặt muốn ngất xỉu luôn, quá nhiều. Mà lý do gì thầy giấu? Dạ tại vì mắc mớ gì giấu thầy? Tại vì em cũng thấy tội, bởi vì cứ giặt lắc nhắc mà bà cứ lục đà lục đục suốt ngày, trời ơi. Vậy tay giặt máy. Dạ, giặt tay, ba sợ hư đồ. Bàn tay vợ em là xưa giờ là bố mẹ là không cho làm một cái thứ gì hết. Năm cô đến 20 tuổi cũng không đụng một cái thứ gì hết. Em bàn tay nó mềm xíu à. Mà giặt đồ thì em cũng sợ thương vợ, tổn hại nhan sắc một chút xíu. Em thấy em thương bằng lời nói thôi chứ không thấy hành động nha chứ. Rồi, ở dơ nè, hay giấu đồ nè, vui tiếp đi em. Trong cái chuyện ở dơ, còn cái ở dơ hơn nữa. Ngủ, giật mình thức giấc, móc cứt mũi. Em nói ông này ông ngộ trời, ông móc cứt mũi rồi ông bắn đùng đùng lên trời vậy á. Rồi em tưởng đâu là thức rồi, nhắm mắt ngủ tiếp. Cái ở dơ kinh khủng khiếp nữa là ông có cái tật là hay xì hơi. Người ta nói là trời đánh còn tránh bữa ăn, mà em đang ăn ngon lành ông ngộ ông xì hơi làm em mất ăn luôn, ăn đâu còn thấy ngon nữa. Những người gì là khỏe lắm á nha. Chứ còn nhiều khi không xì hơi người ta còn phải đi bác sĩ để mà ấn huyệt đặng cho xì hơi nữa đó. Gọi là xì đam mê luôn á. Cố tình là cố tình vậy là cố tình là làm cho nó to ra để chọc em mà. Ông có thể ém được nhưng mà ông không thích.
Mỗi lần mà ông xì trước mặt em là ông vui kinh khủng, còn hơn là trúng số luôn á. Tại vì nè, cái cảm giác á, nhìn thấy bạn đời của mình á, cái mặt mà nó đau khổ á, tự nhiên vui lắm. Chính xác, vợ em là chúa sạch sẽ. Mà bà cứ nghe một cái gì đó, cái tiếng xịt cái bà làm ghê gớm lắm. Bà làm giống như thế giới sụp đổ vậy. Đúng không? Rồi em khoái nha, em ghét nha, em càng ghét. Em cố tình ví dụ không ra em cũng nín cho nó ra, kiểu vậy. Kinh khủng khiếp. Tật xấu gì nữa nè? Dạ, thêm một cái tật xấu nữa là hay cằn nhằn. Mỗi lần mà ăn cơm á thì món nào ngon ông mới ăn, còn món nào dở là bữa đó là thế nào cũng có chuyện ông bỏ ăn. Rồi ông nói thôi ăn đại cho qua bữa, rồi canh thì ông nói húp đại miếng hồ cho xong cho rồi. Khổ như kế la thì cũng không la, nhưng tự tôi ăn cho xong qua ngày đoạn tháng xong dạ. Qua ngày đoạn dạ. tháng dạ. Chứ dạ. bây giờ quá. Thực không ăn thì đâu có sức mà đi làm. Dạ thương đó, quá. Rồi bây giờ ăn cô vợ thì nghe khó khăn. Tổn thương có bây giờ tổn thương không? Dạ tổn thương lắm chứ. Còn có thay đổi món lúc đó không? Dạ không, em kệ, không ăn ăn thôi chứ tại em nấu cực khổ mà. Em nấu chăng là may rồi chứ. Đó, tại vì em còn công việc của em nữa mà, em còn chăm con nữa. Đúng rồi. Với lại ổng khôn lắm. Đồ nào mà buổi trưa ăn còn dư á là buổi tối ổng không bao giờ ổng ăn. Ổng để cho em ăn cái đồ cũ, còn ổng không ăn đồ mới thôi. Ổng ăn trên đầu em không à? Trời ơi. Ăn trên đầu đâu. Thực ra vợ em là nấu ăn cực kỳ ngon. Dạ nhưng mà ví dụ như có ngày nào mà hết đồ trong tủ lạnh mà không có có mua kịp thì ăn cái kiểu như ăn những cái món đơn giản á thì cũng em hay chọc là thôi gắn ăn cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà thực ra em cũng dứt mấy chén chứ dễ gì mà em tha nổi, giả bộ nó đẻo vậy thôi chứ. Mà vẫn ăn chứ đúng không? Dạ. Trong tất cả những tật xấu này thì em mong muốn anh thay đổi cái gì? Chắc là cái tật hay cằn nhằn á, tại vì ổng hay nhằn em đi lắm. Ví dụ như khuya em cho con uống sữa, nó khóc ông cũng nhằn, ông không ngủ được ông cũng nhằn. Em dậy sớm em rửa chén ông cũng nhằn, mấy cái suốt ngày lục đà lục đục ông ngủ không được. Em làm nhiều cũng nhằn, em quét nhà nhiều ông cũng nhằn. Ông nói sao nhà vậy tối ngày quét hoài à. Ông khó chịu lắm. Nhưng mà không bao giờ ông phụ em đâu. Khi nào mà em nổi cáu lên á, em sai hai ba lần á, mới phụ em đứng xíu. Mà làm cho có qua loa qua quýt thôi, chứ không phải là làm kiểu nhiệt tình. Làm cho qua ngày đoạn tháng đó. Dạ, qua ngày thôi. Rồi bây giờ tới thầy đó, thầy phán pháo lại đi. Là gỗ có bị bệnh, giống như cái bị bệnh sạch sẽ quá đó. Ví dụ như trong phòng sạch sẽ, sạch tưng à. Đi mà nhiều khi là muốn trừ té được luôn, là nó quá sạch kinh kích luôn á. Trưa 12 giờ hoặc là đứng bóng 1 giờ không chịu ngủ đâu. Bắt đầu lôi mấy cái giấy khăn ướt ra, lấy cái chai mà xách quẩn tay đó. Chà, trời, mà chà từng ô gạch luôn, trời, đó là kinh khủng khiếp. Nhiều khi 9-10 giờ đêm mà ngồi bà cũng lao vậy đó. Ai chịu nổi. Vì em cứ muốn là nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng cứ lục đà lục đục, cô ngồi im cô chịu không nổi. Cô phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia, cô làm, cô bóc mới ra cô làm. Cô xếp đồ, xếp đạc, nhiều khi trong tủ nó gọn gàng nó nắp vậy, cô cũng mới ra cô xếp. Rồi tiếp tục. Cái tật số cũng mắc cười nữa, ngày nào cũng nghĩ, trời ơi sao mình không trúng số trời. Mà có mua vé số không? Có bao giờ mua vé số đâu, và đó mới là vấn đề. Ngày nào không đi đâu. Dạ cho con trúng số hả? Này trời lại phật mời tám phương chín hướng cho con trúng số mà có đời nào vui vé số đâu. Ở nhà đó là giữa con với chồng thì là cổ chăm bạn nào nhiều? Cô dành thời gian quá nhiều cho con. Em chỉ mong đợi là phải cố gắng chăm sóc, dành thời gian chăm sóc bản thân đi. Thì con rồi nó cũng sẽ lớn thôi. Không lớn thời điểm này thì dần dần nó cũng tự lớn theo thời gian thôi. Không cần phải chăm sóc dữ lắm đâu. Để cho nó lanh lê bò lết vậy, nhiều khi mà nó cũng khỏe hơn, nhiều sức đề kháng hơn. Cứ lặt lục đà lục đục chăm con thôi. Em thấy là rất là bé tội. Là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 11 tháng. Rồi em có chạnh lòng khi mà chăm con quá rồi bỏ em qua bên vệ đường không? Có chứ. Dạ. Giống thương như em là cám mà để đó mà heo không được ăn đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời, sao ông có thể giải thoát được chuyện này đi ta? Tại vì ổng đi dạy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ông mới về. Mà ông về ông đâu quan tâm gì tới em đâu. Ông cứ nằm ông bấm điện thoại suốt. Em nói là chuyên comment với lại like dạo mà. Lên là có ai đẹp là like với comment thôi, đâu có quan tâm điếp sĩ gì em. Đó thấy chưa? Em phải lo cho con thôi. Đó thấy chưa? Có lý do nha. Khúc mắc là chỗ này nè. Bây giờ muốn heo mà muốn ăn cám á, thì làm ơn đi, phải đi tìm cái bệ cám đó. Rồi phải hít, phải hửi coi cám có thơm hay không. Đúng này, rồi. Như thế nào rồi mới được ăn chứ. Chính như vậy mà giờ cám trở thành cô gái lau gạch. Rồi em có mong muốn thay đổi gì không? Hy vọng là giờ em cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân với lại chăm sóc chồng hơn. Chứ để dành cho cái thằng nhỏ nó chiếm hết sao làm ăn gì được. Đúng rồi, nó chiếm hết. Tỷ lệ làm ăn bây giờ là tính theo tuần hay theo tháng? Hiện tại bây giờ thì bé nó cũng lớn rồi. Dạ nên là cũng theo tuần á. Dạ theo tuần, dạ, theo tuần là em còn hạnh phúc. Dạ. Có những người đàn ông á là còn phải tính theo tháng, thậm chí là theo quý. Nói chung là tuần là được rồi. Dạ. Với cái 11 tháng như vậy là chu kỳ theo tuần là ok rồi. Dạ. Để cho con nó cứng cáp chút xíu nữa rồi mới đi học. Dạ. Nhất cũng là cải thiện được rồi đó. Dạ cũng cải thiện rồi được rồi thôi mà mới có em bé nó bỡ ngỡ.
nên nhiều khi là nó bị áp lực kinh khủng khiếp. Kiểu giống làm thế nào mà giải thoát được đi trời. Đôi vợ chồng quá đẹp đôi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh chị. Em là Nguyễn Hoài, 34 tuổi, em là nhân viên kỹ thuật. Em là Phương Ca Hằng Phương Thảo, năm nay em 32 tuổi, hiện em đang là giáo viên. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Chúng em gặp nhau là trong phòng nhà trọ của em. Khi đó nhà chị gái của vợ thì là cuối hẻm, nên mỗi khi vợ em ghé thăm anh chị thì phải đi qua nhà trọ của em. Em mỗi lần mà đi ngang phòng của chồng mình thì có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình không? Có, tại vì lúc đó em cũng hay qua nhà chị của em chơi, phải đi ngang cái phòng của ảnh. Lúc nào là đi ngang em cũng thấy rất là nhiều xe, cái hẻm là đã chật rồi, ra em đi ngang mà rất là bực bội, mà đi ngang còn nghe tiếng hú rồi tiếng chọc ghẹo rồi hít sáo này kia là hoàng hú. Mỗi khi thì là thấy có những cô gái qua thì mình tạo ra những cái âm thanh lạ để gây sự chú ý. Bạn gái đi ngang lúc đó em muốn chọc vợ em nên là em thường xuyên cố tình để xe ở ngoài hẻm cho vợ em đi qua lại là khó. Em ra em nhìn mặt nhưng mà cuối cùng cũng không xem được, tại vì vợ em bịt khẩu trang kỹ quá. Ủa nhưng mà nếu mà vợ em bịt khẩu trang hoài vậy thì cái lý do gì mà để mà em ráng em nhìn mặt cổ? Thì em chưa nhìn được thấy mặt thì em, nhưng mà em thấy cái dáng cao, eo thon, tóc dài xuân mượt cũng rất bắt mắt. Đó là cái động cơ. Chỉnh không cần chỉnh. Rồi đến khi nào hú cũng mới tháo mặt nạ. Không, em không có tháo. Em không tháo luôn hả? Bước vô trong nhà chị rồi thì em mở ra, còn trước khi về thì em phải trang bị kính hết đâu đó rồi mới đi qua. Rồi bao lâu thì em thấy được mặt vợ em? Có một dịp anh chị của vợ em là có đi Đà Lạt chơi thì thiếu người trở ra bến xe nên em là tình nguyện xin làm xe ôm. Và lúc đó là biết mặt. Thì lúc đó chúng em mới thực sự là nhìn mặt nhau. Cảm giác của em lúc đó thì rất là ngỡ ngàng, tức là ngoài sức tưởng tượng. Tức là đẹp ngoài sức tưởng tượng. Dạ, dáng đã đẹp rồi, mà cái khuôn mặt tôi đó này phúc hậu. Ôi trời ơi, mà nụ cười duyên dáng. Dạ. Lúc đó em cứ đứng em cầm về rồi em hú nữa không? Chưa có tóc dài đâu chị. Thế chị là chị ghét nhất đi đâu mà đi ngang một cái người con trai mà quýt sáo hay là làm những cái chuyện mà này kia. Trời ơi, chị ghét. Không phải nước chuột á. Ừ đó, chuột á. Đó tôi chú ghét luôn á, tôi đàn ông tôi ghét mà. Dạ, đó. Lúc đó em cũng ghét lắm á chị. Nhưng mà chắc là ghét của nào thì trao cũng ghét. Em ơi, nhưng mà cái lúc mà em đi với anh á thì em biết thằng trai này là trong cái ban nhóm mà hú hiến mình không? Dạ, thì tới lúc đó em mới biết. Rồi cái cảm giác em sao? Thật ra thì trước lúc đó em cũng đã nhìn thoáng thấy cái mặt ảnh rồi, cũng thoáng thấy cái mũi cao cao. Tại lúc đó là em chị em đi chơi về thì anh thấy anh đang ngồi anh chà cái nồi bóng mà sạch là như mới vậy đó, thì em nghĩ trong bụng cho anh này cũng được, thấy bộ nấu cơm nè, rửa nồi rửa bát ở mình độc thân cũng được, cũng có cảm tình. Thực ra thì cái nồi đó là không phải do em rửa sạch như vậy mà là của bà chủ nhà. Bây giờ ủa vậy thì sau bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? 6 tháng vợ em nhận lời. Vậy thì hai bạn trong thời gian yêu nhau thì có thuận lợi không? Ra thì lúc đầu thì ba mẹ của em á là không có ủng hộ mối quan hệ của tụi em. Do là anh chị cũng biết là ảnh ở trọ mà quê ở Nam Định lận, xa quá. Mà ba mẹ em thì rất là thương con, sợ là khi mà yêu nhau rồi ảnh dụ em hay là sao đó rồi dắt đi mất tiêu về quê không biết chỗ tìm. Thế là ba mẹ em không có đồng ý. Nhờ cho em nhờ giả vờ là chia tay nhưng thật ra là vẫn tiếp tục tìm hiểu nhau. Có nghĩa là giả bộ chia tay mà vẫn lén lút yêu nhau. Dạ. Lén sao trời? Cực lắm đó chị. Sao? Yêu theo kiểu bộ đội, tức là đánh du kích. Đánh du kích và đánh đầu. Sao đánh như thế nào? Cứ 2-3 tuần thì gặp nhau lần. Nhưng muốn gặp nhau thì em nhờ con bạn thân á, cô bạn thân á, cứ giả vờ là qua rủ em đi chơi. Rồi nó chở em đến chỗ điểm hẹn. Thì em đi chơi với bộ em, nó chơi bộ nó. Lát nữa hết giờ hai đứa tập hợp lại đi về. Rồi vậy thì... đánh du kích như vậy trong bao nhiêu lâu thì các bạn thưa chuyện với gia đình? Sau 3 năm chính thức là về thưa chuyện với ba mẹ. Có nghĩa là có sự nghiệp rồi, dạ. Có nhà rồi, dạ. Có công việc rồi, dạ. Trời sao giỏi vậy? 3 năm mua trong 3 năm. Nhà. Rồi trong thời gian mà 3 năm đó đó em có bị ép lấy chồng không? Ba mẹ dạ có ép lấy chồng. Ba mẹ em cũng nghĩ là chắc là hai đứa này chia tay rồi. Mà sao không có thấy nó quen đứa nào khác? Thì mẹ em cũng giới thiệu vài anh mà con của bạn của mẹ. Đó, thì em cũng có kể cho anh Hoài nghe. Thì anh Hoài mới cũng buồn lắm, thấy ảnh cũng rung rúng nước mắt, cũng khóc, em thấy cũng thương ghê. Xong ảnh còn nói một câu là mai mà anh đã tới là anh sẽ mua 500 mắm tôm anh tát cảnh. Vậy thì khoảng bao lâu thì hai bạn mới tiến tới hôn nhân? Từ lúc mà công khai ra đó, là đến 8 tháng sau. Rồi sau khi cưới nhau thì hai bạn có phát hiện điều gì bất ngờ ở người bạn đời của mình không? Hồi xưa lúc quen nhau do đi chơi thời gian gặp cũng ít nên không biết. Khi cưới nhau rồi mới biết là ảnh mê phim kiếm hiệp, cực kỳ mê phim kiếm hiệp. Mê sao cái mức độ mê này? Là có lần là cha thì ngồi coi kiếm hiệp còn con hả khóc to thật to, em dưới bếp em nghe mà anh không nghe. Hoặc là trên phim kiếm hiệp dù người ta đánh đường này anh té
bán được tiền đấy. Thiệt luôn hả? Dạ. Thậm chí là coi như là cái ảnh là trở thành cái nhân vật chính trong phim đó. Thậm chí nhiều khi anh ngồi cái chị biết anh làm cái động tác như là chính phim đó thủ. Rồi em cũng biết là cái thủ đang làm là thành công đấy, gọi là thành công đấy. Dạ. Tới giờ vẫn còn không? Dạ còn chứ. Vẫn còn. Dạ. Mê lắm. Mê lắm hả? Mà em có chịu đựng được cái mê đó không? Nhiều khi hai đứa gây nhau vì chuyện đó. Ví dụ giờ thay vì mê đó mà đi giờ mê con gái ngoài đường thì em chọn cái mê nào? Thà mê đó đỡ. Còn cái tật xấu của vợ? Tật xấu của vợ em thì trang điểm của vợ em rất là lâu. Lâu quá luôn. Theo em thì cũng không có lâu đâu chị. Bao nhiêu thời gian? Chừng 2-3 tiếng thôi. Trời ơi. Thì từ tắm rửa, ủi đồ, các thứ rồi phụ kiện này kia thì cỡ vậy thôi mà anh cứ than là lâu. Thà công nhận bạn chuẩn bị cho cái vẻ đẹp của mình đã thời gian ngắn ghê vậy. Rồi nói nghe nè, chồng em á, ngoài cái coi phim trưởng mê ra còn có mê nhậu không? Dạ mà nhậu thì không phải là mê nhậu mà em thấy là yêu bạn. Ví dụ như bạn thời sinh viên rủ đi cũng đi, xong qua ngày mai mà có bạn ở công ty cũ cũng đi, ngày mốt cái bạn ở công ty mới cũng đi, rồi bữa sau nữa hàng xóm cũ đi, hàng xóm mới cũng đi. Thà không ai gọi thì thôi, còn có người gọi đi. Còn bạn Hà Nội vào là cứ dành cả ngày từ sáng tới chiều đi chơi. Nhưng mà bạn đó là bạn thương dấu bạn cộng hay dấu trừ? Dấu cộng. À dấu. Ủa, cộng dạ, dấu trừ là chắc không xong với em rồi. Vậy à. Chị nói nghe nè, thực ra vợ em á có cái đề nghị là em bớt yêu bạn đi á thì cũng có lý, chứ không phải là không. Tại vì em nhiều bạn quá, bạn nào em cũng yêu hết trơn. Cho dù bạn đó là dấu cộng đi chăng nữa thì cũng chiếm hết cái quỹ thời gian của em rồi, đúng không? Em đâu còn thời gian dành cho vợ cho con nữa. Thực ra sau khi mà cưới nhau rồi ấy, là em đã bớt đi là tới 30% rồi, còn lại 70% nữa là em cũng mong muốn là vợ em cũng hiểu cho em cái tình cảm rồi đó. Theo chị nghĩ là 50-50 chứ bây giờ mình phải dành cái quỹ thời gian của mình cho vợ cho con mình nhiều hơn chứ. Đúng không? Được không? Chấp nhận. Chấp nhận. 50-50 Bên đây mấy tiếng? Thôi thì 2.5 tiếng thôi. Chị nghĩ rằng á là thực ra khuôn mặt của em á, em chả cần làm gì nó cũng đẹp. Chỉ cần cái tóc gọn gàng, ăn mặc cho nó lịch lãm, chút son rồi một chút xíu phấn là đẹp rồi. Nếu là chị đó, tin không? 20 phút. Nhưng mà trong thời điểm này á, có thể là cho vợ em 40 phút đi để chuẩn bị. Được chưa? Nhất trí. Nhất trí nha. Chị đẹp cái coi hai người. Rồi, rồi xin cảm ơn hai bạn. Anh học. Rồi. Xin cảm ơn. Xin chào ba bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Một bạn nam, một bạn nữ và một biết, bạn không biết bạn này là baby. Bạn nam hay bạn nữ. Bạn nam luôn ạ. Bạn nam luôn hả? Trời. Nam một nữ. Rồi chúc mừng nha. Dạ, cảm rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Trước tiên là xin chào hai anh chị MC rất là tuyệt vời của chương trình Vợ Chồng Son và xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trường Giang. Là một hướng dẫn viên du lịch. Và trong cái từ cái giai đoạn mùa dịch vừa qua thì do cái ngành nghề của em nó hơi bị khó khăn một chút xíu, cho nên là em cũng có chuyển hướng sang kinh doanh online. Hiện tại thì là em với bà xã là chỉ ở nhà để tập trung cho công việc này thôi. Kinh doanh online mặt hàng nào? Dạ, tụi em kinh doanh ban đầu là sản phẩm saffron, nhị hoa nghệ Tây. Sau đó thì có phát triển thêm những cái mảng mới, ví dụ như là mỹ phẩm. Rồi một số cái sản phẩm đi kèm. Rồi em năm nay nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em năm nay là 31 tuổi à. 31 quá trẻ. Cưng em. Dạ em Thanh Thủy thì tụi em đứa sông đứa nước. Dạ do bạn tên Trường Giang, em tên Thanh Thủy, người ta cứ hay nói là cặp vợ chồng sông nước. Sông nước đó. Dạ cũng khá là hợp với nhau. Tụi em cũng bằng tuổi với nhau luôn. Và lý lịch thì cũng xem giống nhau, bởi vì em cũng làm hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Và ngày trước hai đứa cùng công ty không? Dạ cũng cùng Sài Gòn Tourist ạ. Rồi thôi như vậy là biết chắc luôn rồi. Rồi là em đây đoán luôn, em hỏi đoán. Không cần đoán cũng biết là tình cảm phát sinh từ đồng nghiệp. Đúng rồi. Các bạn là coi như là cảm mến nhau trong công ty và bắt đầu là phát triển thành tình yêu, đúng không? Dạ, ý của anh Thuận này rất là hay. Nhưng mà mém đúng ạ. À. Dạ, chưa đúng. Dạ, chưa đúng. Dạ, cái câu chuyện của để anh kể ha. Cái câu chuyện tình cảm của tụi em thì thật ra là nó rất là ngắn gọn thôi. Thì em sẽ kể rất là nhanh, nó rất ngắn gọn. Chương 1. Cha, chương 1. Vậy là dạ, mọi chuyện bắt đầu từ năm hai đứa tụi em học lớp 1. Trời ơi, có nghĩa là quen nhau từ năm lớp 1 đúng không? Dạ. Mai trúc mã luôn á. Chương 1 à, là lớp 1. Dạ. Chương 2 là lớp 2. Rồi thôi chương 1 để cho bà xã em kể đi. Quen nhau từ thở ấu thơ. Ấu
chơi cái thời đó. Mấy con nít với nhau mà em thì nói tiếng Quảng Ngãi, đi vô trong này là tụi nó không có thèm chơi, không có đứa nào thèm chơi hết trơn á. Là mình cứ vô, mình đang ở ngoài quê có rất nhiều bạn bè xóm làng cũng rất là vui. Đi vô trong đây thì ba mẹ chuyển vô một cái nhà mà ở khu đó lúc đó nó cũng còn vắng lắm, cỏ thì cao lúc đầu mà mọi thứ nó rất là xa lạ, rồi đi tới lớp cũng ngồi có một góc à. Không ai nói chuyện mình nói nghe. Không ai hiểu. Bây giờ còn nhớ tiếng địa phương mình không? Dạ nó cũng khó. À, hồi đó đi vào lớp thì mấy bạn cứ thấy cái thứ nhất là em nói tiếng rất là khó nghe, tụi nó không nghe được. Cái thứ hai là hồi nhỏ ba mẹ cứ hay cắt tóc tém á, nhìn y chang trai luôn đó. Dạ mà mặc váy nên là tụi nó cứ kêu là con trai giả gái. Xong trời ơi, đi học về có cái thằng cu đó nó cũng ở trong xóm, nó cứ đi đằng sau nó cầm cục đá nó cứ chọi em hoài. Nó cứ kêu đồ bd giả gái trời ơi vậy đó. Bởi vậy nên là hồi đó cũng rất là buồn, nhưng mà có cái anh chàng này á là ảnh chịu chơi với mình thôi. Ngồi ở trên bàn phía trên ngay đằng trước mặt mình luôn. Là lớp 1? Dạ lớp 1. Rồi hồi đó câu chuyện bắt đầu từ câu chuyện sợi dây su. Là bởi vì hồi đó là em không có chơi được với ai hết, nên là có mấy cái cọng thun á, mình cứ ngồi mình chơi trên bàn thôi, cái tự nhiên nó rớt xuống dưới đất mà gần cái chỗ cái chân của chàng ta. Thì em mới kêu là lượm giùm cái sợi dây su. Chàng này cứ quay lại nhìn, xong bởi vì trong này tiếng miền Nam gọi là sợi dây thun, không hiểu là cái gì hết. Nhưng mà xong rồi thấy em cứ rất là muốn lấy cái sợi dây đó, nên là chàng ta mới hiểu ra, xong rồi chàng ta mới đưa cho em. Thế là cũng bắt đầu nói chuyện, cũng bắt đầu chơi với nhau. Mà chàng này thì cũng là hồi đó cũng học giỏi nhất trong lớp, rồi cũng được rất là nhiều bạn mến. Mà mình chơi được với bạn đó nên trời ơi, đi về là khoe với mẹ. Dạ, ngồi kể với mẹ, mẹ đang ngồi rửa chén thôi mà buổi tối đi ra phải ngồi với nói với mẹ là trời ơi mẹ, trên lớp con có một cái bạn trai dễ thương lắm, đẹp trai, mắt tròn xe. Vậy thì hơi bất thành công chút xíu, nhưng mà hồi nhỏ thì xinh thiệt. Dạ, hồi nhỏ thì nhiều bạn nữ trong lớp, mấy con nít mà cũng thích vậy đó. Dạ đúng luôn. Dạ 7 tuổi. 7 tuổi mà trường đi gọi là 31 25 chứ. 7 tuổi. Dạ đúng rồi, 25 năm à. 24 mấy năm mà còn nhớ chi tiết như vậy luôn. Dạ bởi vì ấn tượng nó sâu sắc quá, không có ai chơi với mình hết. Kể với nhau nghe hàng ngày từ cái thời đó cho đến sau này lớn lên cho nên nhớ quá. Dạ ra là em cũng tự nhiên em nhớ. Dạ. Cái lần mà nếu em nhớ thì em nói cho chị nghe là cái lúc đó tại sao em chơi bạn này, em chơi vì tội nghiệp hay là tại vì thấy bạn này bạn dễ thương để mà em chơi, tại vì lúc đó em đang là hot boy rồi. Đúng rồi. Vừa học giỏi vừa mắt đôi mắt tròn xoe đó, hay là do cái lạ? Dạ, lạ hot boy là nãy giờ nói vui thôi chứ thật ra hồi đó thì em cũng không nghĩ là mình có gì. Hồi đó em rất là hiền, em cũng không nghĩ là mình học giỏi thì có gì hay ho hơn các bạn hết, chơi rất hòa đồng. Em cũng không có cái tâm lý là phân biệt, nó nói cái tiếng gì không có giống mình, không chơi với nó. Dạ, từ nhỏ là tính em rất là hòa đồng. Nhưng mà có một cái là nhiều người thì thấy vợ em cái hồi nhỏ là không có xinh, nhưng mà không biết cái con mắt của em lúc đó như thế nào, mà nhưng mà em lại thấy cái bạn này rất là dễ thương. Dạ, khi mà bạn bước vô thì học sinh ở cái chỗ vùng quê của em á, ăn mặc không có cái kiểu cái phong cách đi học ăn mặc như thế, tức là bạn bước vô thì em vẫn còn nhớ là cái hình ảnh đầu tiên luôn nha. Không biết hồi đó mê gái sao không biết, nhưng mà nhớ rất là ấn tượng là bạn cột hai cái chùm tóc hai bên như nè, nhưng mà các bạn khác cột hai cái dừa hai bên hơi cong cong ra phía này, thì các bạn ở trong lớp không có ai như vậy cả, và mặc đồ rồi mang đôi vớ kéo lên hơi giữa cái ống chân như thế, thì các bạn cũng không ai mặc như vậy, chỉ có cái cô bạn này thôi. Thì có thể là cái phong cách đó là học sinh ngoài Quảng Ngãi mặc nhiều cũng đúng không? Cũng không biết luôn. À, nhưng mà lên đó là dạ. Dạ lạ và mình thấy rất là dễ thương. Mình mến thì thật sự là em vẫn còn nhớ là hồi đó còn bé tí như vậy thôi, nhưng mà không biết lớp 2, lớp 3 hay là lớp nào đó, nhưng mà nhớ là tiểu học thôi. Là mẹ dẫn đi chùa vô còn cầu ông Phật cho con cưới được Thủy làm vợ nữa. Ôi ghê chưa, ghê chưa. Như vậy đã thích Thủy từ đó rồi. Bạn này có máu du lịch từ năm lớp 1. Dạ đúng đúng, đúng, đúng luôn. Chính xác rồi, đó
là chương 1. Dạ. Thì chúng ta tạm gác là những cái chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến lúc trưởng thành đi. À, cái chương mà thực sự biết yêu á. Đó, dạ. Là khi nào, có nghĩa là các bạn học chung với nhau, đến đại học luôn hay sao? Dạ, chỉ học chung cấp 1 thôi. Cấp 1 thôi. Cấp 2 là này, khác lớp, rồi, cấp 3 là khác trường luôn. Đến khi các bạn lớn và các bạn đã trưởng thành rồi, thì cái cột mốc nào á, các bạn gặp các lại bạn nhau và cảm mến nhau, đùm túm lại với nhau và lúc đó dạ, nảy sinh cái tình yêu yêu trai gái. Trời dạ ơi, xem cái chữ đùm túm. Đùm túm bằng một biểu hiện bằng đùm túm. Ừ, đến lúc nào thì các bạn gặp nhau và đùm túm lại. Phát sinh ra cái tình yêu đôi lứa. Thật ra tụi em thì không có hai chữ gặp lại. Vì vẫn chơi thân với nhau suốt luôn. Suốt luôn. Từ nhỏ cho tới lớn vẫn coi là người bạn thân nhất. Dạ. Nhưng mà trong các bạn, các bạn có yêu nhau? Vẫn dành cho nhau một tình cảm nhưng mà không gọi là yêu được. Vẫn là tình bạn. Dạ, vẫn là tình bạn, rất đặc biệt. Trên tình bạn không? Trên tình bạn dưới tình yêu. Rồi đến sau khi đó, sau sau khi trung học là các bạn khi mà vô đại học các bạn có thích nhau không? Dạ không, tụi em quen dạ ai cũng có bạn trai bạn gái riêng hết trơn á. Ồ, dạ. Nhưng mà dẫn nhau đi chơi chung. Rồi đến khi nào thì bắt đầu. Thôi bây giờ nói cái cột mốc đó đi. Cột mốc mà đến nhau, nhau. Dạ thôi để em kể luôn chứ để không lại mang tiếng nhấp nhấp nữa. Dạ. Năm cuối năm 2017 thì cả em và Thủy là đều có một cái mối tình nó không đi đến được tới đích. Đó. Thì hai đứa đang chia tay. Thì Thủy trong giai đoạn đó cũng khá là buồn. Còn em thì không phải là quá buồn bởi vì cái mối tình vừa qua thật sự là nó cũng ngắn thôi nên chưa có gì. Thì cuối năm 2017 thì có một đứa bạn thân cũng trong cái nhóm thân nhất của tụi em ở dưới quê á, thì có nói là thôi rủ nhau đi chơi đi. À, thì tụi em mới đi một cái chuyến đi Tây Nguyên bao gồm là Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên. Đi phượt. Tuy nhiên là do hai bạn kia là bác sĩ nó lại cấn cái ngày trực đi, cho nên là cuối cùng nó chỉ đi được cái nửa sau của chuyến đi thôi. Còn cái nửa đầu á, ba ngày đầu tiên thì hai đứa đành đi riêng. Thì em mới chạy qua em rước bạn này đi. Thì trong cái chuyến đi đó em tìm được ra cái câu trả lời cho mình. Tức là trước giờ hai đứa đã thích nhau, đã thương nhau, đã quá hiểu nhau rồi. Nhưng mà cái rào cản để mà mình không tới được tình yêu là gì? Đó là cái quan niệm là bạn thân yêu sao được. Bạn thân không được, không thể yêu nhau được đâu. Và qua những cái mối tình mà em đã trải qua, cũng như Thủy đã trải qua, thì tụi em thiếu một cái gì đó để mà mình tự thuyết phục được mình rằng phải vượt qua được cái định kiến kia. Thì qua cái chuyến đi đó thì em mới cảm nhận được là hai đứa khi mà đi với nhau có những cái cảm xúc thật sự, có những cái hiểu ý nhau thật sự, hay gọi là hai chữ đồng điệu thì nó cũng không có quá. Và em biết rằng là sau cái chuyến đi đó về là em xác định được là đây là cái cô gái dành cho mình. Và cái niềm tin nó rất mãnh liệt, niềm tin nó rất mãnh liệt. Sau chuyến đi đó về là em đánh phủ đầu luôn, không có cái bước suy nghĩ gì đó, em đánh phủ đầu luôn, tới tấp luôn. Dạ, tới tấp luôn. Bây giờ kể cái quánh kiểu gì mà quánh phủ đầu. Hồi đó là em vẫn còn đang đi làm văn phòng. Nhưng mà đi làm về trời, đi chơi hết một chuyến rồi thì đi về cứ sáng ra là mình còn chưa kịp ngủ dậy nữa là đã thấy điện thoại reo kêu là mình đang ở dưới nhà mua đồ ăn sáng tới rồi nè. Cái là hồi đó em ở một trọ một mình á, cũng hay lười ăn sáng, cũng hay bỏ bữa này nọ, ngủ nướng thêm miếng nào hay miếng đó. Mà cứ sáng nào đúng đâu 6 giờ là có mặt rồi. Mà lúc đó là em thì ở quận 2, ông xã em thì ở Tân Phú. Tân Phú. Tân Phú. Sáng đi nào cũng lên đó. Xa, ơi là xa vậy, mà sáng nào cũng lên đúng y bon giờ. Thì là 5 giờ là em đã phải đi rồi đó. 4 dạ. rưỡi là phải dậy rồi. Đánh răng rửa mặt là nhanh. Đi đến 5 giờ đi đó. 5 giờ leo lên xe. Là đi mua đồ ăn, đi mua đồ ăn nữa. Rồi đi mua đồ ăn xong rồi phóng đến lòng tiếng đồng hồ đó. Đâu phải là mua một món đâu, mua nhiều món thì phải suy nghĩ trong đầu và đi. Đi xa lắm xong rồi đi tới rồi đưa đồ ăn sáng xong rồi còn đòi chở đi làm. Cái em nói là em tự đi được mà, trước giờ cũng tự đi thôi, không mà cứ nhất quyết như vậy. Thế rồi cứ chở đi xong rồi phải chở về, cứ tới chiều là phải chở về. Mà cứ chở đi chở về vậy tự nhiên đồng nghiệp mọi người bắt đầu ê nay Thủy có bồ rồi. Tự nhiên mình không có cái đường nào giải thích luôn á, mà ổng cứ chặn đường hết tất cả mọi ngõ ngách để mình có cơ hội nào để mà có hẹn hò hay gặp gỡ với ai luôn. Coi như là cái thời gian đó là diễn ra trong bao lâu? Trong mấy tháng à? Chắc 2-3 tháng. 2 tháng, 2 tháng. 3 tháng là dính luôn đúng không? Dạ. Tại vì đi chơi cái đợt đó là Tết Tây về. Dạ. Thì đánh phủ đầu liên tục tới cái ngày mà cô này đồng ý làm người yêu của em là ngày 8 tháng 3. Là wow. Mới ta đó. Là dạ. Mấy tháng là đại thắng luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà vậy là cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ, cái cuộc mốc yêu nhau đó là cuối năm 2017, điều đầu 2018. Dạ, đầu 2018.
Ủa đây là bé thứ hai hả? Dạ bé đầu. Bé đầu tiên. Dạ. Dạ. À, rồi nhưng mà trước đó thì là sau khi mà em chia tay cái mối tình đó, đó dạ. và em gặp lại con này thì em có cảm thấy là em còn cái niềm tin gì ở tình yêu đó không? À, thì thực ra là cái về cái rào cản bản thân nó cũng là một yếu tố, nhưng còn một cái yếu tố thứ hai thì đúng như anh nói là cái đang sợ tình yêu, đang sợ phải quen với một người nữa, bởi vì cái cuộc tình trước đó của em thì không được đẹp lắm và cũng bị người thứ ba, nên là nói chung là cũng không có vui, cũng chưa bao giờ kể trước mọi người bao giờ. Nhưng mà mình cảm thấy là mình rất là ngại để mà mình tới một cuộc tình nữa. Ừ. Nên là cái thứ nhất là sợ bản thân, cái thứ hai là sợ mình lỡ yêu một người nữa, nhưng mà lỡ mà nó chỉ là cảm nắng sau một chuyến đi như vậy, bạn đang bị gọi tình cảm nó bị dâng trào đột biến thôi chứ không phải là tình cảm thật, thì lúc đó lỡ có chuyện gì là mình mất luôn một người bạn tri kỷ, và bên lúc đó là cũng phải 20-21 năm rồi đó, nên là rất là đắn đo. Nhưng mà sau đó thì bạn nói là nhất quyết là sẽ chứng minh cho em thấy là tình cảm của bạn là thật và chân thành, và nó không phải là một cái gì đó phút chốc mà nó là một cả một quá trình trước giờ rồi, chỉ là nửa đời người chứ. Dạ. Dạ đúng rồi. 16 năm cuộc đời mà cái này tới 20 mấy năm. Dạ. Nếu mà tính từ lớp 1, em tính dạ. đi. Đúng rồi. Từ lớp 1 21 năm đó. Dạ đúng rồi. Tính tới lúc yêu nhau là làm bạn 21 năm. Đó, đi dạ. chưa. Nhưng mà chắc có lẽ là vì cái sự chân thành của ảnh mà em dạ. nhận được ở với người bạn này. Ok. Có mất chấp nhận. Bây giờ trước mắt là phải sáp lại với nhau cái đã. Dạ. Phải gì đùm túm á, đùm túm lại. Chứ còn bạn bè thầy cô là ai cũng ghét cặp hết trơn á. Ai cũng nói. Anh nghĩ là công ty chắc cũng sẽ rất là mừng cho cái việc là dạ. hai bạn quen nhau đúng không? Mọi người thật ra là bạn bè cũng rất là bất ngờ, bởi vì tụi em chơi thân quá, xong rồi tụi nó ghép cặp thì mình nói chơi thân thì không thể nào mà quen nhau được. Đến khi tự nhiên cái tụi mình quen nhau. Nhưng mà là yêu nhau là khoảng bao nhiêu tháng? Chắc khoảng 8 dạ, tháng. Dạ 8 tháng. 8 tháng, 8 tháng là xong rồi làm đám cưới luôn. Dạ. Dạ, 8 tháng là tới đám hỏi, rồi 2 tháng sau đám hỏi là cưới. Cưới luôn. 10 tháng đó. Dạ, coi như 10 tháng đi, dạ 10 tháng là cưới. 2 năm quen nhau là quen nhau. Cái đám cưới. Dạ. Quá thúc bằng một đám cưới viên mãn. Mà mẹ chồng sắp đặt chứ cũng chưa muốn cưới do ham chơi lắm. Sắp đặt gì? Dạ, mẹ chồng. Mẹ thúc đẩy thôi, mẹ sắp đặt. Dạ hai bên thì muốn lắm rồi, bởi vì hai đứa quen nhau cũng còn gì đâu tìm hiểu. Kiểu như quen nhau quá rồi, xong rồi hai gia đình cũng biết nhau bởi vì ở gần nhà nhau nữa. Đi nếu mà đường chim bay chắc 500 mét đi bộ được. Nhưng mà bây giờ bạn bè với nhau, làm bạn với nhau thì nói với nhau những cái gì cũng có thể là đồng cảm với nhau. Dạ. Nhưng mà khi mà đã yêu nhau rồi dạ. và lấy nhau về rồi thì nó phát sinh rất là nhiều chuyện về tính cách, về sở thích, thậm chí là về tất cả tập thì hai bạn có hợp với nhau. Qua luôn cái kia đi, qua luôn cái vụ mà bỏ sát bị mới có 10 tháng. Đó. Cái 10 tháng là lấy nhau đúng không? 10 dạ. tháng yêu nhau đó là lấy nhau đây được cũng 3 năm ạ. Dạ. Dạ. Rồi tính xấu nào loài ra đó. Bây giờ qua phần tính xấu nè. Cho anh trước đó. Hai người tấn công một người trước đi. Hai người tấn công một người trước. Chấp thì chưa. Dạ rồi. Ảnh thì sao ha? Chỉ có một cái là hay quên thôi. Hay quên nên là tự nhiên nhiều lúc làm em cũng rất là bực mình. Ví dụ như là mình đã dặn công việc hoặc là mình đã dặn làm cái gì đó rồi, thì ví dụ như ba điều nhớ một điều hoặc là nhớ một điều cũng không trúng luôn. Ví dụ như đơn giản kêu là đi chợ, đi xuống dưới mua cho mình bịch đá để mà mình ướp đồ ăn làm sống á. Đồ ăn sống là phải có đá để cho nó tươi. Mua bịch đá, còn nếu mà thấy nước cốt dừa thì mua cho em luôn. Đi xuống một hồi xong đi lên cầm mỗi chai nước cốt dừa là cái phụ, còn cái chính quên mất tiêu rồi. Còn không hoặc là kêu mình đi làm cái gì đó thì đi ra được tới thang máy, bấm thang máy xong anh ngược vô hỏi ủa em dặn anh cái gì ha. Đó. Vậy á. Dạ công việc thì lại khác, là kỹ hơn. Nhưng mà còn nhà thì vậy đó. Dạ em đoản lắm. Dạ cái tính em rất là đoản. Hay quên đó là thực ra là chắc không để tâm đó. Dạ. Vô tâm đó, chứ còn cũng phải là hay quên đâu. Hay vô tâm chứ còn nếu hay quên là quên trong công việc luôn đó. Dạ. Cho nên là mình sẽ xếp cái đó vô là vô tâm, đúng không? Vô tâm vô tư quá, mình không nhớ lời vợ dạy. Dạ. Rồi gì nữa nè? Cái nữa hả trời, cái chuyện này mà kể lên thì bôi xấu mặt chồng lắm. Nhưng mà nhiều câu chuyện kinh điên động địa. Mà em nghĩ là cái này chắc là cũng nhiều bạn trai cũng hay gặp, nhiều chồng cũng hay gặp. Em biết chuẩn bị nói cái gì rồi đó.
trời ơi, chồng em là chuyên gia, là có một cái trò tiêu khiển hàng ngày mà em cảm thấy nó là một cái tật xấu, nhưng mà chàng chồng em rất khoái chí, đó là chuyên gia đánh đấm trước mặt em. Đó là mấy, không chỉ là mấy ông chồng, mấy bà vợ cũng có đây. Vậy đó hả? Người ông thì cũng hết 8 ông với cái chuyện này đó. Trời ơi, nghe mấy trăm câu chuyện rồi. Mà cặp nào cũng có dính cái vụ này. Nhưng là cái thú vui của các cặp vợ chồng để càng yêu nhau hơn. Dạ. Trời ơi, bỏ ra cái gì đó cho vợ chồng yêu nhau hơn. Canh me làm sao đi ra ngoài không bao giờ vậy hết, tới cái gặp mình là dạ dồn nén sao. Em cũng muốn trả thù lắm chứ, có lần em cũng ráng em trả thù, bởi vì mình đâu có phải là khả năng sản xuất vô biên như ổng đâu, mình cũng ráng lắm luôn. Mình vừa trả thù xong, thay vì là cảm giác tức giận thì ổng cười hả 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 mà mặt rất là điêu và rất là đểu luôn á. Dạ xong rồi, tại vì từ nay coi như là có mùi này mùi kia. Dạ không phải hả hê, kêu là không biết tự lượng sức mình. Rồi sau đó là em chịu trận luôn. Trời ơi, lần sau là không bao giờ dám trả thù ổng nữa luôn á. Còn gì nữa không? Gì nữa không? Dạ, chủ yếu là cái có mê gái không? À, mê gái thì chắc mê gái không bằng em hả? Trời ơi. Dạ. Đó bây giờ còn tật xấu gì nữa không? À, tật xấu thì nói về cái hay quên thì cũng có một cái kỷ niệm chắc là làm em rất là giận á. Kiểu như cái những cái kia là những chuyện vui thôi, nhưng mà cũng có một cái kỷ niệm buồn. Đó là cái lúc mà hồi mà mới cưới á, thì mình mới về nhà chồng cái Tết đầu tiên mà. À, có những cái gì thì mình cũng muốn là chu đáo, nên là mình đã dành ra một khoản tiền xong rồi mình nói với ông xã mình, dặn ổng là anh gửi tiền cho mẹ lo Tết á, chợ búa gì đó, đưa khoản cho mẹ, cho khoản cho ba chồng rồi. Mình dặn ổng đã rồi, xong cái ổng quên mất tiêu. Tới Tết luôn, mấy mùng luôn ổng cũng không có đưa luôn. Ổng quên hẳn hoi luôn. Đến khi chắc là có một lần nào đó mẹ chồng chở đi thì cũng có nói, kiểu như bình thường mỗi năm là ảnh vẫn hay gửi về, nhưng mà sao năm nay có vợ cái tự nhiên sao chắc không thấy hay sao. Không biết là có hai mẹ con nói chuyện gì. À, thế là ổng về ổng lại hỏi em ngược lại là ủa em sao em chưa gửi cho mẹ, chưa gửi cho ba mẹ. Trời ơi, em hoảng hồn luôn. Mà xong đó cái anh lỡ quên rồi. Ủa mà em đưa anh rồi hả, anh quên rồi. Thôi lỡ quên rồi mà anh cũng lỡ nói mẹ là chắc Thủy nó quên, nên thôi giờ em đi ra em xin lỗi mẹ, em nói con quên. Trời ơi, mình cảm thấy là rất là kỳ cục luôn, bởi vì nếu mà ảnh đã là người quên rồi thì ảnh sẽ là người rất là dễ. Dạ đúng rồi, ảnh dễ nói hơn thì đỡ xích mích hơn, chứ đây tự nhiên lại mình đi ra thú tội vậy, chẳng khác gì là vì mẹ chồng nói vậy với chồng mình, nên là bây giờ chồng mình nói lại với mình mới. Đó là định cho cái này vào cái thư mục tập xấu. Dạ. Đó, tật xấu thiệt. Tật xấu hay quên là rất là nguy hiểm. Dạ. Những sự quên nguy hiểm đó. À, đó là cái sự việc mà chắc chắc là bực nhất, bởi vì lúc đó mình rất là mới cưới về. Sau đó thì mẹ hiểu đúng không? À, sau đó thì ảnh giải quyết với mẹ. Nói chung là ảnh cũng tự biết. Mà ảnh nói xong rồi ảnh hồn nhiên lắm, ảnh đi ngủ thôi, ngủ đã đời, còn mình thì cũng như rất là thao thức mà còn khóc nữa. Bởi vì rất là ấm ức luôn á. Đó là cái kỷ niệm mà chắc là nhớ nhất về cái việc hay quên của ảnh. Sao em để mong muốn luôn đi, em mong muốn anh thay đổi điều gì? À, cái này sợ chắc mong muốn không nổi quá, bởi vì cứ mong đi. Dạ. Không đánh đấm được hả? Cái này thì chắc là phải nói là để ý hơn tới từng cái nhiều chuyện. Thì ví dụ như là có những chuyện nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, nó cũng không hay lắm. Tức là chuyện gì? Mình tế nhị hơn. Thì ví dụ như là mình để ý, mình đừng có quên mình. Tức là phải để ý, để tâm hơn. Dạ, dạ đúng rồi. Tất cả mọi chuyện xung quanh. Đó, dạ. Vậy đó, giống như là ăn trong nồi người trong hướng á. Dạ. Là giống như là, đúng không? Đó. Dạ. Ê, bây giờ tới Trường Giang nè. Sao? Tập xấu của em là gì? Hồi nãy không dạ. Mé mé cái vụ mê gái là sao? Mê gái hơn em. Dạ, tức là sao? Nếu như mà có một cái thống kê về cái số lần mà lên internet mà có mở hình gái đẹp ra ngắm á, thì là cái cô này là thắng áp đảo. À. Dạ. Tại vì suốt ngày là lên mạng ngắm, nhưng mà ngắm xong là phải kêu em qua, anh coi nè cái cô này đẹp chưa, xích xoa đẹp chưa. Xong cái em thì lúc đó em đang làm một cái việc khác, em cũng phải ráng em đi qua, cũng đẹp ha, được á, xong cái mình quay lại mình làm tiếp cái việc của mình. Anh, nhưng mà anh không thấy hả, đẹp nè. Thấy rồi, mình lại làm tiếp cái giống như là trách vậy á, tổn thương. Khoe gái đẹp không chịu nhìn.
Nhưng mà lúc đó mình đang làm việc đó, nhưng mà tức là trong cái lúc đó các bạn đó, cái sự mê gái nó dâng cao lên mà kinh khủng luôn. Còn nhiều khi đi ra ngoài đường á là ngắm gái phải rủ, quy định vậy. Ví dụ đi trên đường gặp một cô gái đẹp, anh nhìn thấy phải chỉ cho em. Ngắm mình không được. Lạ vậy đó. Cô ấy ngắm về cái đẹp đó, style á. Cái đẹp của em cũng không biết ngắm kiểu gì. Nhiều đó, nhiều thứ đẹp lắm. Có nhiều người ngộ lắm, chị đó em nghe trong một trang tạp chí thời trang á là chị không bao giờ nhìn trai. Rồi đó thấy chưa? Đâu phải mình em. Mở mấy bên con gái không? Dạ. Hoặc là trên mạng á, trên mình coi YouTube hoặc là coi Facebook á, là ví dụ như là các mỹ nhân của thời ngày trước của TVB và bây giờ là coi mỹ nhân thôi, còn ảnh đế nam đế gì là lướt hết bà. Vậy hả? Đúng luôn. Thích cái đẹp của phụ nữ. Đúng dạ, trời ơi, nhìn cái đẹp đó mình cũng mê nữa. Mình nói trời mình mê dày mà sao mấy ông cũng không mê cho được. Đó. Rồi còn gì nữa nè. Dạ, một cái. Nhưng mà ngắm gái đó đâu phải tật xấu đâu. Dạ, ngắm gái là tốt thôi. Mê hơn là mê chồng, đúng không? Dạ. Là bắt chồng phải mê theo. Dạ đúng rồi. Coi hình đó. Gái nhiều quá, coi hình chồng. Dạ. Là bắt chồng phải mê theo. Đó. Mê gái mà còn bao cấp nữa, tức là mình không có mê bằng cái là phải bắt phải mê theo. Đó, kỳ vậy đó. Dạ. Bắt bớ chồng phải đi coi. Bây giờ tạm cho cái đó vô bô chuyên mục xấu, nhưng mà có thể là sẽ bỏ đi bởi vì cái đó nó đáng yêu mà. Dạ. Một cái tật xấu nữa là buổi sáng dậy là mở mắt ra là lo công việc trước, nằm trên giường cầm điện thoại, tại vì từ ngày mà tụi em kinh doanh online thì cái công việc nó liên tục ở trên mạng mà, rồi có những khách hàng cũng như là những cái đại lý của tụi em ở bên Mỹ nữa, ở bên Canada nữa, họ cái giờ của họ ngược với mình, cho nên sáng thức dậy là sẽ có rất là nhiều việc phát sinh. Nhưng mà em thì là em thức dậy là em dậy luôn, em để hẳn cái điện thoại ở ngoài phòng khách đó, nó báo thức reo reo là em phải đi ra phòng khách em mới tắt được, chứ em không có nằm trên giường rồi lướt. Nhưng mà vợ em thì trong tầm tay lấy cái điện thoại là lướt lo công việc luôn, sáng dậy là trả lời tin nhắn rồi này kia kia nọ giải quyết công việc. Thì có khi là cái khâu mà nằm đó đó là tiếng máy 2 tiếng đồng hồ mới dậy ăn sáng, thì em có nói hoài luôn, nói là sáng dậy là phải đi ra lo ăn sáng trước. Nhưng mà vợ em thì kiểu như là rất là ham mê công việc. Dạ, thành ra là nhiều khi mình cũng đói lắm chứ. Mà cái người đàn ông thì em thấy để ý là buổi sáng đói cảm giác rất là cồn cào. Nhưng mà chờ bà xã ra rồi nấu cái gì đó ăn, hoặc là hai đứa đi ăn ngoài chẳng hạn, thì rất là đói. Mà em cũng biết là khi mà mình đang tham công tiếc việc như vậy, cái thời gian nó trôi qua mình không ý thức được. Thì có thể nhiều khi em nhắc thì bạn nói mới có một chút xíu mà. Nhưng mà thật ra là nửa tiếng rồi, hơn nữa. Đấy, thì đó là một trong những cái mà... Là em chưa hài lòng đúng không? Dạ, chưa hài lòng. Cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Rồi có một cái tật xấu nữa, thôi lỡ rồi kể luôn. Đó là hay phê bình những cái mà mình còn dở hơn. Thì hay phê bình người khác hả? Dạ, phê bình những cái mà thí dụ như mình cũng có. Ví dụ như là hai đứa đi ra mà hên cái là bả xong trước đi, bả xong trước cái bả ngồi rề. Sao mà anh rề ghê luôn á, mình đi lấy cái này cái kia nọ. Bả rề mình thì bả làm đâu. Dạ, nhưng mà thí dụ như những lần mà em xong rồi cái em ngồi 20 phút sau vẫn còn đang làm cái gì đó. Mình nói đi, cái là giận á. Dạ, đi tới dạ cũng không có giận, nói chung là khó chọc bạn này giận lắm. Dạ cũng khó giận. Được, dạ nhờ cái đó, nhưng mà đôi khi mình cũng bức xúc chứ. Dạ, thí dụ mình đã đang cố gắng hết sức rồi và những cái mà mình chậm trễ là vì hai đứa cần những cái đó mình phải lấy mình đem theo. Tới đó, tới nơi rồi, anh có đem cục sạc không? Có nè. Có đem dây sạc không? Có nè. Có đem chai nước không? Có nè. Kem chống nắng có không? Cũng em lấy. Nhưng mà cái lúc mà em đang trễ vì đi gom những cái đó đó, càng ngăn. Tật xấu á. Không biết là phải đưa vào một tật xấu. Rồi, bao nhiêu đã đủ rồi. Dạ. Em mong muốn Thủy thay đổi điều gì? Em mong Thủy thay đổi cái thứ nhất là quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Giống như là buổi sáng dậy thì từ từ, công việc từ từ. Có thể là mình dậy sớm hơn chút xíu cũng được, để ăn sáng đúng giờ rồi mình vẫn giải quyết được những công việc đó. Cái thứ hai là Thủy là người rất là tình cảm, rất là quan tâm mọi người, để ý mọi người từng chút hơn cả em, hơn em rất là nhiều. Ví dụ như là đi gặp một người bạn về, xong cái Thủy nói là cái bạn đó như thế này, như thế kia, như thế nọ, và phân tích được cái những cái khó khăn của bạn đó, rồi mình có giúp được không, như thế nào. Thì Thủy rất là sâu sắc, nhưng thể hiện cái điều đó ra thì rất là dở. Nên là mọi người gặp Thủy có thể thấy là Thủy không phải là một người quá dễ gần, quá cởi mở. Nếu mà nói là một Thủy ân cần, một Thủy chu đáo thì sẽ không có. Không ai cảm nhận được điều đó cả. Nhưng đằng sau đó khi mà cái cuộc gặp đó kết thúc rồi, sau lưng đó thì là Thủy để ý rất là chi tiết, rất là sâu sắc luôn. Ấy thì nếu mà cải thiện được cái điều đó thì sẽ tuyệt vời hơn trong các mối quan hệ. Mình
Nhân đây thì tất cả những bạn bè của Thủy sau khi xem cái số này thì các bạn nhớ giùm nha. Tức là Thủy sẽ không biểu hiện tất cả những điều đó ra ngoài, nhưng mà khi về lúc nào Thủy quan tâm đến các bạn. Do đó là chúng ta nhớ rằng chúng ta đang có một người bạn rất là đáng yêu, đó là cô Thủy, cô Thanh Thủy. Rồi. Vợ của anh Trường Giang. Rồi, thật ra là các bạn đang kể rất là nhiều những câu chuyện mà thật sự tôi rất là ấn tượng với câu chuyện mà cái tình yêu của các bạn bắt đầu từ một cái thuở mà gần như là quá nhỏ bé như thế hả. Nãy gọi là từ cái thời mà ấu thơ, ấu trĩ, ấu trùng đó, và các bạn đã có được một cái chặng đường hả, một từ tình bạn mà chuyển hướng vào một tình yêu, và bây giờ là các bạn đang tận hưởng một cái niềm hạnh phúc quá tuyệt vời, và sắp tới đây sẽ chào đón một thiên thần xuất hiện trong gia đình của chúng ta nghe. Thì xin chúc cho hai bạn luôn luôn khoan đã nè, bây giờ khoan, trước khi em chúc là chị phải dặn dò hai bạn này chút xíu. Tức là Thủy á là đang chuẩn bị khai hoa nở nhụy, tháng mấy là em sanh? Tháng 5 hả? Vậy là con đầu trâu đuôi cọp phải không? Đâu, là cọp luôn. Cọp luôn. Đâu? Tức là đâu? Phải em có bầu từ năm đúng rồi. Là... Nhưng mà vẫn tính là năm cọp luôn chứ. Nó thì là mới là đuôi cọp, có nghĩa là đuôi cọp là một cái con mà nửa cọp nửa trâu đó. Bé trai đúng không? Bé trai cũng may ạ. Cháu chị cũng bé trai đó, thành ra là năm cọp mà con trai là ok lắm. Tốt. Luôn á, giỏi lắm á. Thì biết sao không? Bạn này là bạn sắp sửa khai hoa nở nhụy á, thì từ đến lúc bạn sanh á là tánh tình bạn á thì có thể là bạn sẽ có những cái đột biến về tính tình mà em không có lường trước được đâu, nhưng mà cái đó không phải do bản tính đâu, mà cái đó là do cái thai kỳ đó nha. Thì em phải chú ý nha, em phải đừng có gọi là bắt nẹt cái đó. Hiểu không? Em phải thông cảm từ đây cho đến lúc mà bạn sanh xong, bạn được coi như em bé được một năm á, là lúc đó bạn mới trở lại là cô Thanh Thủy như xưa của em đó. Em nhớ nha, đừng có để bạn bị tuổi thân hay là bạn buồn rồi bạn tuổi thân bạn khóc này kia, tội nghiệp lắm. Em thấy nó buồn nghe không? Rồi. Rồi xin chúc cho hai đứa luôn luôn hạnh phúc như thế này nghe. Rồi xin chào hai bạn.